các bạn, tôi tên là Lê Xuân Phú, tôi là nhân viên công ty cổ phần Đức Anh Thịnh. Hôm nay tôi đến bãi chi nhánh thứ nhất của công ty và sẽ giới thiệu đến quý các bạn một cái dòng xe tải nhẹ, đó là xe 2 tấn 4 của nhà máy TMT Cửu Long sản xuất và lắp ráp ở Việt Nam mình. Sau đây tôi sẽ cùng với quý vị các bạn đi một vài cái thông số kỹ thuật và hình ảnh xe cũng như là cái ưu điểm nhược điểm của xe 2 tấn 4 này. Xe 2 tấn 4 được nhà máy ký hiệu với ký hiệu là ZB3824D. Đó là phần ký hiệu của xe. Về mặt đằng trước của xe này thì cũng như dòng phân cùng phân khúc thì của đằng trước thì cũng được nhà máy thiết kế với logo của nhà máy là TMT. Đó. Dưới đó là phần ca lăng và lưới tản nhiệt. Phần tiếp theo là phần bên cạnh thì được nhà máy thiết kế với cụm đèn. Cụm đèn này cũng thể hiện được là đèn cốt, pha và đèn xi nhan, giúp cho các bác lái xe quan sát rộng hơn, xa hơn và lái xe an toàn hơn. Đó là về phần mặt đằng trước của xe. Mời bạn quay phim đi với tôi qua mặt tổng thể của xe này. Quay xa ra để chúng ta nhìn tổng thể xe nó rõ ràng hơn. Về phần tổng thể của xe thì xe 2 tấn 4 với kích thước chiều dài tổng thể của xe là 4m28. Đây là chiều dài tổng thể của xe. Về chiều rộng của xe thì xe này với chiều rộng là 4m69. Còn chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh của xe nó rơi vào 2m14. Đó là về phần tổng thể dài chiều dài của xe này. Tiếp theo về phần thùng. Thùng thì xe này với kích thước đồng thùng với chiều dài đồng thùng đó là 2m34. Đó. Và chiều rộng của thùng được tính vào lòng thùng đó là 1m58. Còn chiều cao bừng thành thùng nó rơi tầm khoảng 60cm. Đó là về kích thước của lòng thùng và xe. Tiếp theo tôi mời xin mời quý vị các bạn đến với phần cầu và nhíp của xe này. Sau xe tải nhẹ 2 tấn 4 này thì có nhíp và lá nhíp được nhà máy thiết kế cũng rất là khỏe khoắn. Thực chất là xe 2 tấn 4 này được thiết kế nâng tải lên từ 1 tấn 25 lên 2 tấn 4. Theo tôi được biết nó là như thế. Với dòng Euro 2 này thì cũng được nhà máy thiết kế với cầu nhíp và thụ khung gầm sassi cũng khá là dày dặn, cũng chắc khỏe. Nó chạy khá nhiều trên đường nhé. Với thời gian hiện tại như bây giờ chúng tôi đang bán rất chạy với dòng xe Euro 2 này. Đó là phần khung gầm sassi và cầu nhíp của xe 2 tấn 4 này. Sau đây về đến phần lốp. Lốp thì xe 2 tấn 4 này được nhà máy thiết kế với lốp 600-15. Đó. Lốp trước và lốp sau được nhà máy thiết kế như nhau, đều là lốp 600. Đó là về phần lốp. Về phần máy nhá. Máy thì được nhà máy thiết kế với máy 38kW. Với động cơ là 38 thì máy nó rơi vào tầm máy 48. Đó. Bạn quay phim quay cho tôi phần ben. Về phần ben thì xe 2 tấn 4 này được nhà máy thiết kế với ben bụng. Với cái khung càng cũng dày dặn. Đó. Đó là phần ben, ben bụng. Đó. Tiếp theo đây thì ta sẽ đi vào sơ qua về phần cabin của xe này. Về cái dòng xe tải nhẹ 2 tấn 4 này, cabin cũng được thiết kế với 2 chỗ ngồi thôi. 2 chỗ ngồi. Và cũng được trợ lực bằng điện.
tay lái chuyển động điện. Cũng được nhà máy thiết kế với cánh tay các kiểu. Đó. Cái mà tôi lại không ưng ý về con xe 2 tấn 4 này, cái nhược điểm duy nhất của nó là đúng là vì nó không được trang bị bằng điều hòa đâu. Nó chỉ nó có quạt gió thôi. Vì sao? Vì máy của nó cũng hơi nhỏ, máy 38 kW hơi nhỏ nên là nhà máy không thiết kế bằng điều hòa. Cho nên là cái nhược điểm duy nhất của xe 2 tấn 4 này là không thiết kế được điều hòa. Đôi khi chúng ta những cái cung đường nhỏ này thì chúng ta chạy ngắn, nên là không cần điều hòa thì cũng đôi khi là cũng không có vấn đề gì, nó gọi là nó quan trọng. Đó, đây là về phần mà điều khiển đây. Rồi. Chúng ta có phải đi xuống dưới. Thực ra nó cũng có cái cửa hút gió ở dưới trời nhá. Đó, kính điện có thứ. Nói chung nếu một dòng xe tải nhẹ mà với nhà máy thiết kế như này thì nó cũng là khá là ok rồi. Vừa rồi tôi với quý vị các bạn vừa đi tham khảo một cái dòng xe tải nhẹ 2 tấn 4 được nhà máy TMT Cửu Long lắp ráp và thiết kế ở Việt Nam mình. Xe này nó không phải là mới đâu nhé. Xe này nó chỉ là Euro 2 thôi. Vừa rồi cuối năm vừa rồi công ty vừa tôi nhà máy đã vừa ra dòng Euro 4 rồi. Tôi làm cái video này với mục đích là gì? Mục đích là chúng tôi bán hàng. Quý vị các bạn có cảm thấy nhu cầu công việc nó phù hợp hãy alo cho chúng tôi với số điện thoại 0974082222 hoặc có thể alo trực tiếp cho nhân viên tư vấn bên tôi với số điện thoại ở dưới. Video của tôi bán chủ yếu, thực ra nói không phải vòng vèo gì, bán chủ yếu để cái giá cực kỳ tốt, nói tôi nói được cực kỳ tốt để sao để chúng tôi sang đầu năm 2019 sẽ làm một dòng Euro 4 nữa. Nên là tôi làm cái video này mong quý vị các bạn ủng hộ.